Thủ tướng Anh thừa nhận thất bại. Ông Zelensky phản nàn 14 lữ đoàn Ukraine không có vũ khí. Ukraine thừa nhận thất bại ở Chasovia. Ông Putin ủng hộ Tổng thống Biden tái đắc cử. Nga khẳng định người Mỹ thực sự đã đặt chân lên mặt trăng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm nay đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử và chúc mừng lãnh đạo công đảng Keith Starmer. Theo Guardian, tính đến thời điểm hiện tại, công đảng đã giành được 362 ghế, con số quan trọng giúp họ giành được đa số ghế trong Hạ viện Anh và đảm bảo ông Keith Starmer, lãnh đạo đảng này sẽ trở thành tân thủ tướng. Trước đó, khảo sát của BBC, ITV và Sky News dự đoán, công đảng có thể giành tới 410 trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện. Với chiến thắng hôm nay, công đảng đã trở lại cầm quyền sau 14 năm. Ngày 4 tháng 7, hàng chục triệu cử tri Anh đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội. Đây là cuộc cạnh tranh giữa đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak và công đảng do ông Keith Starmer lãnh đạo. Ông Starmer tuyên bố công đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Chúng tôi đã làm được, các bạn đã vận động, đấu tranh, bỏ phiếu và bây giờ điều đó đã đến. Sự thay đổi sẽ bắt đầu từ ngay bây giờ. Ông Stammer tuyên bố công đảng sẵn sàng phục sự đất nước và phụng sự người dân trên khắp đất nước. Ông nói người dân Anh nên tận hưởng khoảnh khắc này. Thủ tướng sắp mãn nhiệm và lãnh đạo đảng bảo thủ Rishi Sunak đã thừa nhận thất bại. Thủ tướng Sunak tuyên bố, tôi xin lỗi, công đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Hôm nay quyền lực sẽ được chuyển giao một cách trật tự và hòa bình. Ông Sunak đồng thời cho biết đã gọi điện cho ông Stammer để chúc mừng và thừa nhận kết quả bầu cử. Thủ tướng đương nhiệm nói thêm rằng người dân Anh đã đưa ra một quyết định nghiêm túc tối nay. Có nhiều điều cần phải học hỏi và suy ngẫm, và tôi chịu trách nhiệm về thất bại này. Cử tri Anh mất dần niềm tin với đảng bảo thủ của Thủ tướng Sunak trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng như nhiều năm bất ổn và xung đột, khiến Anh thay năm Thủ tướng kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit năm 2016. Giới lãnh đạo Anh những năm qua cũng tập trung quá nhiều vào xung đột Ukraine và lợi ích của tập thể phương Tây, khiến đời sống người dân trong nước suy giảm. Đó cũng là lý do khiến chính họ thất bại hoàn toàn trong cuộc bầu cử vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sapp đã mất ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Anh, trở thành thành viên nội các cấp cao nhất của đảng bảo thủ đến nay bị đánh bại. Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã bị ông Andrew Rewin của công đảng đánh bại tại khu vực bầu cử Wengwin Hatfield, miền Nam England, nơi đảng bảo thủ đã nắm giữ gần hai thập kỷ. Ông Lewin đã giành được 19.877 phiếu bầu so với 16.078 phiếu của ông Grant Được biết, ông Grant từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong nội các chính phủ Anh cùng Bộ trưởng Năng lượng, Nhà ở và Giao thông và có 6 ngày làm Bộ trưởng Nội vụ dưới thời cựu Thủ tướng Truss. Ông cũng là người có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga kể từ khi nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Sharp được coi là một trong những nhà truyền thông giỏi nhất của Đảng Bảo thủ, từng giúp chính phủ Anh trèo chống qua những thời kỳ đầy khó khăn như đại dịch COVID-19. Cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu vào ngày 4 tháng 7 sau chiến dịch tranh cử kéo dài 6 tuần của các chính đảng kể từ khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố tổng tuyển cử sớm vào ngày 22 tháng 5. Đây là cuộc bỏ phiếu bầu hạ viện đầu tiên kể từ khi cựu Thủ tướng Boris Johnson và đảng bảo thủ giành chiến thắng áp đảo. Tờ Independent của Anh đánh giá, cuộc tổng tuyển cử này có thể mang lại sự thay đổi to lớn đối với chính trường Anh. Trở lại với một số thông tin về tình hình Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 4 tháng 7 cho biết, nhiều lữ đoàn của chúng tôi không được vũ trang, Ukraine vẫn còn lực lượng dự bị, với khoảng 14 lưu đoàn chưa hoàn chỉnh và không có khí tài, dù các vũ khí cần thiết cho họ đã được thảo luận và phê duyệt. Các gói viện trợ đến quá chậm. Ông Zelensky bày tỏ biết ơn sự ủng hộ từ Quốc hội Mỹ, nhưng nhấn mạnh các gói viện trợ cần nhanh chóng đến tay quân đội Ukraine và mọi sự chậm trễ đều khiến tình hình tiền tuyến trở nên phức tạp hơn. Ông cho rằng cục diện chiến sự chưa lâm vào bế tắc và Ukraine có thể giải quyết những khó khăn hiện nay bằng các công cụ phù hợp, đề cập tới viện trợ quân sự nước ngoài. Khi được hỏi liệu Kiev có phát động thêm chiến dịch phản công lớn trong năm nay hoặc năm sau hay không, Tổng thống Zelensky cho rằng điều này sẽ phụ thuộc vào thời điểm Ukraine tiếp nhận toàn bộ vũ khí được Quốc hội Mỹ phê duyệt và lãnh đạo châu Âu hậu thuẫn. Ông cũng nói rằng đây chưa phải là lúc thích hợp để thảo luận về chiến dịch phản công mới do Ukraine phải tập trung bảo vệ những lãnh thổ đang kiểm soát và mọi nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga chỉ có thể trở thành hiện thực khi có đủ vũ khí từ phương Tây. Chuyên gia người Anh Alexander Mikuric cho biết, sự sụp đổ của tiểu khu Chasovia đã trở thành tin tức quan trọng và khủng khiếp nhất đối với Ukraine trong 36 giờ qua. Ngày 4 tháng 7, đại diện của nhóm lực lượng vũ trang Korokista của Ukraine đã tuyên bố rút lui khỏi tiểu khu Kana thuộc thành phố Chasovia. Toàn bộ vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực này đã bị tiêu diệt. Chuyên gia Mikuric nhận định, đây có lẽ không chỉ là tin tức quan trọng nhất trong 36 giờ qua, mà còn là tin khủng khiếp nhất đối với người dân Ukraine. Như chuyên gia lưu ý, việc thất thủ ở miền đông Chasovia là một thất bại nặng nề đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, sự kiện này có thể sánh ngang với sự mất mát của Adipka và Ocheretino. Ông Mercury tin rằng, sự tiến công nhanh chóng của quân đội Nga theo hướng này đang dẫn đến việc Donetsk sắp giải phóng hoàn toàn và chấm dứt cuộc chiến ở Donbass. TASS vừa dẫn tuyên bố nóng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng đạn pháo dân đường Krasnopol bắn từ pháo tự hành 2S19 M-Star SS 152mm để tiêu diệt một xe tăng chiến đấu chủ lực M-1 Abram theo hướng Adipka ở vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, mục tiêu đã được phát hiện bởi đơn vị máy bay không người lái UAV trinh sát gần Adipka. Sau đó, pháo tự hành M-Star được triển khai để tấn công. Đạn pháo Krasnopol là loại vũ khí được quân đội Nga sử dụng trong chiến thuật quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nó được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm binh lính, công sự và xe thiết giáp. Tính năng tiên tiến của Krasnobol khiến nó được đánh giá là một trong những loại đạn dẫn đường hiệu quả nhất thế giới ngày nay. Krasnobol có thể phóng từ nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm pháo tự hành, bệ phóng phản lực phóng loạt và xe chiến đấu bộ binh. Hiện phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Trong khi đó, nhiều hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, chiếc xe tăng được cho là M1 Abrams bị phá hủy. Ngày 4 tháng 7, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất các tên lửa tầm trung và tầm ngắn, vốn bị cấm theo một hiệp ước với Mỹ mà hiện không còn hiệu lực. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải SCO tại Astana, Kazakhstan, ông Putin khẳng định: "Như tôi đã nói, liên quan đến việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này và thông báo rằng họ đang bắt đầu sản xuất, chúng tôi cũng cho rằng mình có quyền bắt đầu nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong tương lai. Chúng tôi đang tiến hành hoạt động nghiên cứu và phát triển, sẵn sàng bắt đầu sản xuất." Về nguyên tắc chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn liên quan tuần trước trong cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia ở moscow ông putin cũng đề cập khả năng nga có thể tiếp tục sản xuất các hệ thống tên lửa bị cấm trước đây với lý do mỹ có các hành động thù địch khi đó ông putin nhấn mạnh bây giờ chúng ta biết rằng mỹ không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa này mà còn đưa chúng đến châu âu đan mạch để sử dụng trong các cuộc tập trận cách đây không lâu có thông tin cho rằng các hệ thống này đang ở philippines theo ông putin các động thái của Mỹ khiến Nga không có lựa chọn nào khác ngoài khôi phục các chương trình tên lửa tầm trung và tầm ngắn, đồng thời khẳng định sẽ triển khai các chương trình này dựa trên tình hình thực tế nếu cần thiết. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaisanka đã nêu vấn đề công dân Ấn Độ bị mắc kẹt trong vùng chiến sự ở Ukraine với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp song phương tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Ông Jaisanka được cho là đã đề cập vấn đề rõ ràng và mạnh mẽ rằng một số công dân Ấn Độ đã bị ép phục vụ tại vùng xung đột ở Ukraine. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đối với chúng tôi, không thể chấp nhận được việc công dân Ấn Độ phục vụ trong quân đội của một nước khác trong vùng chiến sự. Tôi đã nói rằng chúng tôi tìm kiếm sự hợp tác của Nga. Họ là bạn và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi phải tìm cách để những người này có thể quay trở lại Ấn Độ sớm và an toàn nhất có thể. Trong thông cáo ra sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đánh giá cao quan điểm này của Ấn Độ Khoảng 20 người Ấn Độ đã bị lừa và bị đưa đi tham gia chiến đấu cho quân đội Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, với mồi nhử là một công việc béo bở. Ít nhất hai người Ấn Độ đã chết khi tham gia công việc tại Ukraine. European Pravda đưa tin, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết, ông ủng hộ sự kiềm chế trong các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập NATO nhằm ngăn chặn leo thang. Ông Pellegrini chỉ ra sự khác biệt trong quan điểm của hai tổng thống Slovakia và Ba Lan khi nói, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ủng hộ việc bắt đầu sớm nhất có thể các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập NATO, nhưng chúng tôi kêu gọi kiềm chế để ngăn chặn căng thẳng leo thang thêm. Ông cũng nói thêm rằng, gần đây, ông và người đồng cấp Duda đã thảo luận về chủ đề hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại Washington vào tuần tới. Đáp lại đề xuất của ông Duda rằng, tại hội nghị thượng đỉnh quốc gia tiếp theo, họ nên đầu tư vào quốc phòng đạt mức 3% GDP. Tổng thống Slovakia cho biết, tôi xác nhận rằng Slovakia đã vượt qua các cam kết đầu tư cho quốc phòng và hiện tại khoản đầu tư của chúng tôi bằng 2,11% GDP. Tổng thống Duda trong một cuộc họp báo đã lên tiếng phản đối việc gửi quân đội Ba Lan tới Ukraine và hy vọng rằng Nga sẽ không khiến mọi chuyện rơi vào tình huống như vậy. Tổng thống Ba Lan cũng nêu rõ ông Pellegrini chia sẻ quan điểm của mình về sự cần thiết phải hỗ trợ Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fiso nói rằng họ sẽ ngăn chặn mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập NATO các nhà điều tra Nga đang xem xét các cáo buộc phản quốc đối với thiếu tướng Ivan Popov dựa trên cáo buộc do gì dữ liệu mật cho Ukraine. Cựu chỉ huy tập đoàn quân 58 của Nga, người đã bị bắt vì tội gian lận quy mô lớn, tuyên bố rằng những công dân Nga giấu tên đã cung cấp tài liệu mật cho Ukraine. Thông tin này được cho là đã được Kiev sử dụng để tiến hành cuộc điều tra riêng của mình đối với Popov. Sau đó, họ cáo buộc vị tướng Nga này đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược và đưa ông vào danh sách truy nã của riêng mình. Ông Sergei Bunovsky, luật sư của tướng Popov đã kêu gọi các nhà điều tra Nga mở một vụ án chống lại các nhân viên của cơ quan an ninh Ukraine SPU và văn phòng công tố khu vực Kharkov vì đã buộc tội ông Popov một cách bất hợp pháp. Ông Buynovsky tuyên bố rằng, thông tin do các công tố viên Kharkov công bố có chứa dữ liệu mật của Nga. Ông gợi ý, bằng cách nào đó, các tài liệu mật đã được công khai, hoặc đó là hoạt động gián điệp. Tướng Popov đã bị bắt vào tháng 5 với các buộc dân lận liên quan đến vật liệu xây dựng cho các công sự quân sự ở vùng Zaporizhia. Theo các công tố viên, vụ gian lận bị cáo buộc liên quan đến 1.700 tấn thép do chính quyền quân sự của vùng này mua để xây dựng các vị trí phòng thủ dọc theo tuyến đầu, nhằm ứng phó với cuộc tấn công của Ukraine năm 2023. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5 tháng 7 đề cập tới Taliban, coi lực lượng đang nắm quyền lãnh đạo ở Afghanistan như một đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Astana, thủ đô Kazakhstan, Tổng thống Putin thừa nhận rằng Afghanistan phải đối mặt với những vấn đề đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên từ cả Nga và cộng đồng quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm: Nói chung, chúng ta phải làm việc với thực tế là Taliban kiểm soát quyền lực ở Afghanistan. Theo nghĩa này, Taliban chắc chắn là đồng minh của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố, bởi vì bất kỳ chính phủ hành động nào cũng quan tâm đến sự ổn định chính quyền và nhà nước của họ. Ông Putin nhấn mạnh: Taliban đã đảm nhận một số trách nhiệm nhưng vẫn còn những vấn đề cần được quan tâm thường xuyên từ trong nước và cộng đồng quốc tế. Tôi chắc chắn rằng Taliban quan tâm đến mọi thứ ổn định ở Afghanistan. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, Moscow đã nhận được tín hiệu từ Taliban cho thấy họ sẵn sàng hợp tác chống khủng bố giữa lúc mối quan hệ giữa Nga với Afghanistan đang ngày càng cải thiện đáng kể, nhất là từ khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Nam Á này. Tổ chức giám sát định cư Pitnau cho biết, chính phủ Israel đã phê duyệt kế hoạch xây dựng 5.295 ngôi nhà tại hàng chục khu định cư trên các bờ Tây. Trước đó hôm 3 tháng 7, tổ chức PIN nào cũng cho biết, chính phủ Israel gần đây đã phê chuẩn việc thu giữ 12,7 km vuông đất ở thung lũng Jordani tại bờ Tây. Đây là lần thu giữ đất lớn nhất kể từ khi Hiệp định Hòa bình Oslo được ký kết vào năm 1993 giữa các nhà lãnh đạo Israel và Palestine. Cộng đồng quốc tế coi việc xây dựng các khu định cư là bất hợp pháp và là một trở ngại cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Trong khi người Palestine muốn bờ Tây, Đông Jerusalem và Giải Gaza những khu vực bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 trở thành một quốc gia độc lập. Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, đài truyền hình al Masira của Houthi cho biết, ngày 4 tháng 7, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào khu vực Bahit trong tỉnh Haiza ở phía tây bắc Yemen ngày 4 tháng 7. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại. Mỹ hoặc Anh cũng chưa bình luận gì về thông tin này. Trước đó ngày 3 tháng 7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom thông báo quân đội nước này đã phá hủy thành công hai trạm radar tại khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, cùng hai tàu nổi không có người điều khiển ở Biển Đỏ. Để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza, Houthi đã tấn công các tàu vận chuyển ở Biển Đỏ do các công ty Israel sở hữu hoặc điều hành. Houthi cũng tấn công tàu vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Israel. Căng thẳng gia tăng khi Mỹ và Anh thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Houthi cũng tuyên bố Tất cả các tàu của Mỹ và Anh đều là mục tiêu quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã xem các đoạn của cuộc tranh luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump, nhưng ông vẫn giữ quan điểm ủng hộ ông Biden. Cụ thể, bên lề hội nghị tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Kazakhstan ngày mùng 4 tháng 7, các phóng viên đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Nga Putin rằng liệu ông Biden hay ông Trump tốt hơn và liệu quan điểm của ông có thay đổi hay không sau cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ hay không. Tôi đã xem một số đoạn tranh luận, không có gì thay đổi cả." Chủ nhân điện Kremlin nói. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông ít chú ý đến tin tức truyền thông phiến diện về cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống Mỹ, song cũng không thể bỏ qua vì Mỹ vẫn là một nước lớn. Trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút này, cựu tổng thống Trump được đánh giá có phần thể hiện tốt hơn so với tổng thống Joe Biden. Ngược lại, ông Biden dường như gặp khó khăn khi phản bác ông Trump và cũng không quyết liệt trong các vấn đề tranh luận được coi là lợi thế của Đảng dân chủ. Tổng thống Joe Biden ngày 4 tháng 7 đã có bài phát biểu trước các quân nhân và gia đình họ tại buổi tiệc nướng trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Trong bài phát biểu dài khoảng 4 phút, ông Biden bắt tay những người có mặt chuẩn bị rời đi. Một người ủng hộ hét lớn: "Hãy tiếp tục cuộc chiến, chúng tôi cần ngài." Ông Biden đáp lại rằng: "Tôi sẽ không đi đâu cả." Sự xuất hiện của Tổng thống Biden trước công chúng thu hút sự chú ý sau khi ông gây thất vọng trong cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Donald Trump ngày 27 tháng 6 ông Biden chưa thể chấn an những cử tri lo ngại về tuổi tác. Một số nghị sĩ dân chủ kêu gọi ông Biden rời cuộc đua, truyền đuốc cho thế hệ lãnh đạo trẻ hơn. Nhà Trắng ngày 3 tháng 7 khẳng định, không có chuyện ông Biden dừng cuộc đua. Tổng thống Mỹ đã gặp các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ vào tối ngày 3 tháng 7 để chấn an họ rằng ông vẫn đủ khả năng dẫn dắt đảng này. Theo các nguồn thạo tin, Tổng thống Biden nói rằng ông cần tăng thời gian nghỉ ngơi và đã chỉ đạo trợ lý tránh các sự kiện diễn ra sau 20 giờ khoảng 30.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên khắp nước Pháp vào đêm ngày 7 tháng 7 do giới chức trách lo ngại bạo loạn sau khi công bố kết quả chung cuộc cuộc bầu cử quốc hội. Cua dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gehan Damanap hôm 4 tháng 7 cho biết, trong số 30.000 cảnh sát dự kiến được triển khai trên khắp đất nước vào đêm công bố kết quả bầu cử, khoảng 5.000 cảnh sát sẽ túc trực ở thủ đô Paris và các vùng lân cận. Kế hoạch triển khai này nhằm đảm bảo rằng cánh hữu và cánh tả cực đoan không lợi dụng tình hình để gây ra tình trạng hỗn loạn. Động thái trên diễn ra sau khi một số ứng cử viên nói rằng bị tấn công trong lúc vận động tranh cử. Người phát ngôn chính phủ Pháp Priska Thevenut cho hay, bà và các cộng sự của mình đã bị tấn công tối ngày 3 tháng 7 ở ngoại ô Paris. Marie Dussy, một ứng viên của Đảng Tập hợp Quốc gia AN, cũng bị tấn công cùng ngày. Nhà nghiên cứu Konstantin Bulakin tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng, chiến thắng của các đảng cánh hữu ở Pháp và các nước phương Tây khác liên quan sự bất mãn của dân thường đối với các quyết định của giới tinh hoa chính trị. Trong cuộc trò chuyện với Izavitia, ông Bolakhi nói rằng các đảng cánh tả thất bại và chiến thắng của Đảng Tập hợp Quốc gia là dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất mà nước Pháp đang phải đối mặt hiện nay và có lẽ rất có thể là toàn bộ châu Âu. Theo ông, các dự án toàn cầu hóa mang tính quốc tế mà tổng thống Pháp Macron và bộ máy quan liêu châu Âu cố gắng thực hiện đang khiến người dân thường căm ghét và chối bỏ. Giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, vốn sống tách biệt và không lắng nghe những người dân Pháp bình thường và tiếp tục bẻ cong đường lối của họ. Ông Bolakin cho rằng, tình trạng tương tự đang diễn ra ở các nước phương Tây hàng đầu khác. Tại những nơi đó, ông khẳng định, các đảng cánh hữu sẽ lên nắm quyền. Ông bày tỏ quan điểm rằng, ở một số nước, bộ máy quan liêu phương Tây sẽ chống lại sự lên nắm quyền của các đảng cánh hữu và cực hữu. Tuy nhiên, ông chỉ ra chừng nào giới thượng lưu theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, quốc tế truyền thống còn ở vị trí dẫn đầu thì không có chiến thắng hoàn toàn cho cánh hữu. Rồi đưa tin người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos ông Yuri Borisov trong phiên họp quốc hội nga vào ngày 4 tháng 7 đã bị chất vấn về một thuyết âm mưu cho rằng cuộc đổ bộ lên mặt trăng của mỹ năm 1969 là giả. Ông Borisov sau đó khẳng định chính các thuyết âm mưu mới là giả tạo, đồng thời cho biết các mẫu đất mà người mỹ thu thập được trong các sứ mệnh Apollo thực sự đến từ bề mặt mặt trăng. Ông Borisov cho biết. Theo giám định của Viện Hàn Lâm Khoa học của chúng tôi, đất được phía Mỹ chia sẻ thực sự là đất mặt trăng. Vị này cũng nhấn mạnh rằng, các mẫu đất đã được phân tích ở nhiều quốc gia, không chỉ riêng Liên Xô. Mặc dù tất cả các sứ mệnh của Mỹ đều được đối thủ không gian là Liên Xô theo dõi chặt chẽ, nhưng những người hoài nghi vẫn đặt câu hỏi về tính xác thực của chương trình Apollo kể từ khi phi hành gia Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng vào ngày 21 tháng 7 năm 1969. Những người theo thuyết âm mưu cho rằng, cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Mỹ thực chất là do NASA giàn dựng vì cần phải nhanh chóng chạy đua không gian với Liên Xô sau khi người đàn ông đầu tiên trên thế giới, Yuri Gagarin đi vào không gian ngày 12 tháng 4 năm 1961. Nhiều lập luận đã bị bác bỏ trong những năm qua, nhưng theo nhiều cuộc thăm dò, vẫn có từ 5 đến 20% người Mỹ tin rằng chương trình thám hiểm mặt trăng của đất nước họ chỉ là một trò lừa bịp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được kính chào tạm biệt.